Bố đẻ em ấy thì cũng đi học cái lớp của thầy, thế là xuống thì em cũng nói là gia đình nhà con bị cái u mỡ, thế ông mới đưa cho cái dụng cụ là cái cào và một cái sâm gừng ấy là thầy, và làm cây ngải á, 5 cây ngải, thế là ông của mang về là cứ làm thì em cũng dùng theo hướng dẫn ông em dạy là sâm từ trong. Vâng. Xong rồi xâm ra ngoài vùng ngoài đấy, xong rồi sau xâm 3 lần cũng mỗi lần 60 tiếng đếm ạ. Xong rồi chẳng biết là chồng em chẳng biết là nó hết thì bao giờ. Thì mỗi lần đấy xong rồi ở đâu? U mỡ ở đâu chị? U mỡ ở chân ạ. Chân. Đúng ở chỗ này ạ. Chỗ xương ấy lồi lên như quả trứng ấy. Như quả trứng. Vâng. Thế là ở đâu nữa? Mấy ở cái ở chỗ mắt cá chân này. Mắt cá chân. Vâng. Bị bao lâu rồi chị? Nhà em chắc bị mấy năm cái u mỡ ở chân. Thì mới còn cái u ở chân kia phải mấy năm rồi ấy. Mấy năm. Vâng, thế là xong em làm một thời gian chắc trong vòng chỉ 5 ngày thôi, chưa đến 5 ngày đâu. Thì sáng làm này, trưa này và tối. Em làm ngày 3 lần. Thì thực ra lần đầu tiên em làm thôi, lần thứ hai là chồng em tự làm thì em chẳng có làm gì cả. Hơ ngải thì đốt ngải lên và hơ xung quanh, hơ từ xung trong ra ngoài, bao giờ nóng ra lại hơ rút ra. Xong lại hơ tiếp, hơ bao giờ cảm giác nóng nóng cái sờ mình sờ cái u của nó nóng nóng ran lên đấy, thì là em ngừng, nóng cảm giác là bao giờ mà cảm giác không chịu nữa thì là ngừng. Thì trong vòng 4-5 ngày là chồng em giờ hiện tại là hai cái u là hết, chị phân từ trong ra ngoài nó phẳng luôn. Vâng, phẳng luôn ạ. Thì lồi trên mặt da thịt thừa này, thịt thừa trên mặt sẹo lồi ấy, xâm rồi nó tàn hết, sẹo cũng thế, sẹo lồi tất cả cái này được 2 hôm rồi đây này. À, đấy, bác có xâm không? Bác thấy sao? Xâm 2 hôm rồi đấy. Thế bác thấy sao? Đang xuống rồi đấy. Là xuống được bao nhiêu phần trăm rồi bác? Nó được khoảng độ 50% rồi đấy. 50% á? Ba à, 4 hôm, 4 hôm, 4 hôm đấy. Kinh quá rồi. Rất cứng. Đây là u mỡ. Không biết là u gì nhưng mà cứng lắm. Lần đầu tiên em làm là không đúng kỹ thuật là như vậy. Nhưng là thứ hai là ông em bảo gì, bắt đầu em xâm từ ngoài, từ cái vòng đai của cái u của mình như nào. Đúng rồi, okay. Cái u của mình nó nổi ở vòng quanh ở đâu, địa điểm nào thì mình xâm ở chân đầu tiên, cái chân ở ấy, xong rồi em cứ xâm này, xâm đếm đúng 50 nhịp. Thế là em thôi. Đến dừng điểm dừng của nó là ở giữa. Xong rồi em hơ ngại. Đấy là em làm một lần đấy ạ. Cứ cái gì lồi lên mặt da u mỡ không, này, thịt như này, chị sẹo là này. Chưa đúng như thầy dạy mà vẫn được. Thầy cứ ra này này, cái ngải cái nó tiêu độc nữa. Thế nhưng mà dụng cụ phải dùng cái giọt mưa hay sâm nước gừng đấy bác, sâm nước gừng.